Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Chắc là mình đã dùng rất nhiều lần cái từ đặc biệt để nói về cái các cái tập podcast của DeFi Discussion. Tuy nhiên là với mình thì tập hôm nay cũng đặc biệt và nó vô cùng đặc biệt. Bởi vì khi mà lên sóng á, thì cái tập podcast này nó rơi vào ngày sinh nhật của Coi 68. Và rất là tuyệt vời khi mà trong cái dịp đặc biệt này thì mình được ngồi nói chuyện với một người được coi như là linh hồn của Coi 68. Và chắc là mình sẽ để anh Zen, vị khách mời của tập podcast đặc biệt hôm nay, gửi lời chào đến các bạn đang nghe ha. Hello Nguyên, hello, xin chào mọi người. Mình là Zen thì nói chung mọi người chắc cũng biết mình rồi. Mình lên trên Coi 68 TV suốt ấy mà. Nhưng mà đây là một cái dịp đặc biệt, là thật ra thì nếu mà không có Nguyên nhắc á, thì mình cũng quên mất là Coi 68 sắp đến sinh nhật. Và nói chung là nó cũng thời gian trôi rất là nhanh, quá là nhanh luôn ấy. 5 năm mới đó, là 5 năm từ lúc mình mới vào thị trường và cũng như là 5 năm của Coi 68 rồi. Nó khoảng thời gian rất là tuyệt vời. Mình cứ cảm giác là mình đã thi qua 10 năm hay gì đó chứ không phải là 5 năm. Nhưng mà ok, rất là vui ngày hôm nay được đồng hành cùng với mọi người trong số podcast của chúng ta. Thực ra thì cái thị trường crypto này nó là một cái thị trường nó còn rất là non trẻ. Và cái người ta hay nói kiểu như là một ngày ở trong crypto thì nó bằng là 10 năm ở ngoài cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bởi vì cái nhịp của cái thị trường này nó quá là nhanh đi. Thì cũng rất là may là bọn mình đã gọi là sống sót qua được rất là nhiều cái ups and downs của thị trường, và cũng đi được một cái chặng đường nó cũng khá được 5 năm rồi. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Thuật đó là trong cái chặng đường 5 năm vừa qua của Coi 68 á, thì cái năm nào là cái năm mà để lại cho anh nhiều ấn tượng nhất? Cái sinh nhật năm nào là cái sinh nhật gọi là ấn tượng nhất của Coi 68? Và một cái câu hỏi nữa đó là cái năm nào nó đối với cá nhân anh là nó mang lại nhiều giá trị nhất cho anh và lẫn Coi 68? Tức là hai câu hỏi nha. Một cái sinh nhật đáng nhớ và cái thứ hai là cái năm nó mang lại nhiều giá trị nhất. Ok, cái sinh nhật đáng nhớ thì thật ra anh thấy cái nào nó cũng đáng nhớ hết trơn á. Tại vì đối với anh cái quá trình đó rất là quan trọng á. Tức là mình đã đi qua những cái ngày khổ thì mình mới có những cái ngày mà nó không phải là sướng nhưng mà nó gọi là tốt đẹp hơn. Những cái sinh nhật đầu tiên của Coi 68 cũng là những sinh nhật rất là đáng nhớ với anh, bởi vì rằng là lúc đó team Coi 68 thì chỉ có một vài người thôi. Lúc đó anh còn học đại học thì cái anh cũng mới bắt đầu khởi nghiệp, cũng mới bắt đầu bước vào crypto và bắt đầu cùng với những người bạn của anh. Thì nói chung là hồi đó thì dùng một cái từ nó hơi dân dã, nó hơi sư thịt, là hồi đó là rất là rách á. Không có tiền và run cái business thì tất cả anh mượn nguồn lực rất là nhiều. Ví dụ như là thay vì mình start một cái business mà mình hire rất là nhiều nhân sự cao cấp thì hay là những người có kinh nghiệm chuyên môn cao, thì mình bắt đầu với những người bạn của mình cùng nhau học và cùng nhau đi lên từ con số 0. Và lúc đó thì cái văn phòng của Coi 68 những ngày 4-5 năm trước thì nói chung là Coi 68 không có văn phòng. Lúc đó không có văn phòng, toàn là kế văn phòng của người khác thôi. Kế văn phòng của người khác, mà đến khi người khác cái công ty của họ không còn hoạt động nữa, họ shut down rồi mà mình vẫn còn tồn tại ở đây. Thì đó là một cái gì đó rất là hay ho. Những sinh nhật đầu tiên của Coi 68 năm 2017, 2018, 2019 là những cái năm mà chỉ có một vài anh em trong team thôi, mà anh em đi với nhau gọi là không biết khi nào thị trường có thể tươi sáng hơn á. Kiểu giống như là mình cứ đi thôi, mình cứ say, mình cứ cố gắng làm tốt nhất có thể, mình cố gắng hôm nay mình cố gắng tập tốt hơn ngày hôm qua của chính bản thân mình, nhưng mình không biết là thị trường khi nào nó sẽ tốt hơn, nó quay về cái thời 2017. Thì nói chung là cũng rất đáng nhớ. Hồi đó vui là chính, anh em ở với nhau vui là chính. Kiểu nhiều khi thấy các bạn trong team ở lại với mình là vì tình cảm, các bạn thấy mình cố gắng nhiều hơn là các bạn hoàn toàn có thể có một cái job khác, nhưng mà các bạn vẫn chọn ở với mình
và các bạn tin vào cái vision cũng như là tin vào cái con người của mình và chọn ở lại với mình là một cái điều mình rất là cảm động. Đến 2020 cũng là một cái sinh nhật rất đáng nhớ, bởi vì đó là cái sinh nhật đầu tiên mà team Con số 8, cái hệ sinh thái chung của Con số 8 với Kairos rất là to. Và đó là lần đầu tiên anh cảm thấy rằng là mình có một chút thành quả gì đấy, và mình đã đi một cái chặng đường gọi là cũng khá là gian nan mà cũng đạt được một chút gì đấy, thì gọi là cũng tự hào đi ha, cũng có gì đó tự hào. Thì lúc 2020 đáng nhớ là vì lúc đó anh nhìn lại cái khoảng thời gian 2017 mình chỉ có là 5 người trong 5 người hay sao, 5 người trong team, bây giờ mình đã có kiểu 40-50 người, thì đó là một cái sự scale rất là lớn và một cái gì đó rất là đáng tự hào đối với team Con số 8. Còn nói về cái năm mà nó có giá trị nhiều nhất á, thì anh nghĩ rằng là cái năm anh gặp được người co-founder Kairos, là cái quỹ đầu tư của Con số 8, là tức là bạn đó trước đó bạn là BD manager của sàn giao dịch FTX, về Việt Nam, và anh gặp bạn đó và kiểu anh cũng giúp đỡ bạn đó trong cái thời gian FTX đến Việt Nam lần đầu, và từ đó thì mình làm việc với nhau, mình hiểu nhau, mình tin tưởng nhau. Và chính cái bước ngoặt là gọi là nó hơi sến, nhưng mà kiểu anh đến gọi là chính cái bước ngoặt mà tụi anh đến với nhau á, thì nó mới làm cho Con số 8 và Kairos và cái hệ sinh thái rộng lớn của nó trở thành kiểu nó bùng nổ. Thì anh nghĩ là cái năm mà anh gặp được người co-founder của anh là năm 2018 thì phải, cuối năm 2018, đầu năm 2019 là cái năm gọi là để có giá trị nhất, và nó giống là một cái cánh cửa mở ra đối với anh. 2019 hình như là cái năm mà gọi là thị trường nó bê bết, gọi là nó cảm giác như là sáng thức dậy là không biết là mình sẽ làm cái gì á, kiểu như là đúng rồi, kiểu nhiều khi anh cũng chán nữa, nhiều khi anh cũng kiểu không biết là mình đã chọn đúng hay chưa, hay là mình có mình đang đi con đường đúng hay không. Tại vì thật ra thì kiếm tiền được là một chuyện, nhưng mà cái chi phí cơ hội nó rất là lớn á. Nhưng mà thay vì mình đang xây một cái gì đó ở đây, thì mình có thể đồng hành ở một cái, mình có thể làm một cái business truyền thống, hoặc là mình có thể làm ở một cái công ty truyền thống gì đấy, mình hoàn toàn có khả năng. Nhưng mà cuối cùng thì anh cũng đã chọn ở lại với crypto và xây Con số 8 đến ngày hôm nay. Sẵn là mình đang ngồi mình tua lại cái phim của cái chặng đường vừa rồi á, thì cũng thắc mắc là cái văn phòng nào là cái văn phòng mà anh Thuật gọi là có cái cảm xúc đặc biệt nhất. Văn phòng mà có cảm xúc đặc biệt nhất. Thực ra thì lần đầu tiên anh ở văn phòng của Con số 8 đầu tiên là kế văn phòng của người khác ở Dreamplex. Dreamplex ở bên Nguyễn Trung Ngạn quận 1. Sau đó là mới về Bùi Đình Túy quận Bình Thạnh. Sau đó là qua Cityland. Cityland là Gò Vấp. Xong rồi mới qua Hồng Hà ở Tân Bình. Xong cuối cùng bây giờ là văn phòng cuối cùng cũng ở Tân Bình luôn. Thì đó là bao nhiêu lần kiếm văn phòng? 5 lần đúng không? Một cái hành trình gọi là đi lang thang. Nhưng mà cái văn phòng mà để lại cái ấn tượng nhiều nhất thì chắc là văn phòng ở Hồng Hà. Tại vì nó là một cái khoảng thời gian mà nó để lại cho mình nhiều cái kỷ niệm á, tức là mình có nhiều cái sự chuyển biến trong thời gian đó. Tức là mình đến trước đó mình làm rất là nhiều, nhưng mà mình không có đạt được nhiều thành tựu cho lắm á. Cũng có nhiều lý do chủ quan và khách quan, nhưng mà đến khi đến được cái văn phòng ở Hồng Hà trước á, thì nó mới có chứng kiến những cái sự chuyển biến rất là lớn. Thì anh nghĩ là đó là cái văn phòng để lại nhiều ấn tượng với anh. Nó kiểu như là địa lợi á, kiểu như là một cái bệ phóng luôn. Thì phong thủy tốt á, xong rồi. Rồi, ok. Thì thường á, khi mà nói về những cái câu chuyện ở trong quá khứ, khi mà nhìn lại những cái hành trình đã đi qua, trả lời phỏng vấn á, thì các cái founder của các cái công ty hoặc là các cái dự án thì họ thường từ chối trả lời những cái câu hỏi liên quan đến nó mang hơi hướng kiểu như là hối tiếc hay là can do better. Nhưng mà em cũng khá là tò mò là nếu như mà nhìn lại cái hành trình vừa qua thì có cái gì mà anh Thuật nghĩ là
có thể làm tốt hơn với Coin68 hay không? Anh nghĩ rằng là anh sẽ nói chung chung về cái quá trình khởi nghiệp của anh. Cũng không hẳn là với Coin68, nhưng mà anh nghĩ là nếu mà được làm lại tốt hơn á, thì năm 2017-2018 anh sẽ chọn mở lòng hơn. Bởi vì là lúc 2017-2018 anh có một cái tính nó hơi xấu, là kiểu anh làm không được á, hoặc là anh làm chậm á, thì anh cũng không nói cho ai biết hết, anh tự anh ôm, hiểu không? Anh cứ tự anh xử lý, và anh nó chậm, nó rất là chậm. Và nếu như mà anh kiểu như mà là tìm được những người đồng đội, hay là mở lòng để chia sẻ với nhiều người hơn về cái khó khăn của mình, để họ biết được mình đang khó khăn như thế nào, thì nhiều khi mình có được những cái bệ phóng, những cái đòn bẩy, cũng như là những cái sự giúp đỡ của mọi người, thì mình sẽ nhận ra cái sai lầm của mình nó sớm hơn, cũng như là mình đưa ra những cái giải pháp cho cái con đường của mình nó dễ dàng hơn. Nhưng mà cái mà anh đã sai là kiểu trong suốt một năm đó, anh nghĩ là một năm rưỡi đầu tiên anh hơi bị kín tiếng, tức là anh không có chia sẻ với ai về cái khó khăn của mình á, nên là lúc người dùng một cái từ chỉ cố tỏ ra là mình ổn á, nhưng thực ra mình không ổn một tí nào hết, và nó làm cho mình một cái khoảng thời gian đi rất là chậm. Anh nghĩ là nếu mà được làm lại thì anh sẽ kiểu lúc đó anh sẽ kiểu lúc mà gặp khó khăn thì anh sẽ chọn không phải là ở nhà và suy nghĩ và giải quyết vấn đề một mình, mà anh sẽ đi gặp nhiều người hơn, gặp những người mà anh tin rằng là họ có thể giúp anh nhận ra được một cái gì đấy, để anh tìm ra cái giải pháp cho chính cái business của và cái con đường của riêng mình. Đó là và anh nghĩ rằng là về hiện tại thì cái anh cũng đang manage cái quỹ Kairos Venture, thì cũng rất là nhiều, cũng đang giúp đỡ cũng như là mentor rất là nhiều cái dự án trong cái hệ sinh thái của mình, trong cái portfolio của mình. Thì anh cũng muốn nhắn với mọi người là nếu mà có khó khăn gì thì kiểu you will never have if you never ask, tức là nếu bạn không hỏi thì bạn sẽ không bao giờ có được, cho nên là cứ hỏi, cần gì thì cứ hỏi, và đừng bao giờ ngại hết, mình phải hỏi, mình speak out loud thì mình mới đạt được cái mục đích, cũng như là mình phải hỏi thì mới biết là người ta có thể giúp được mình hay không. Người ta không giúp được thì mình tìm cách khác, chứ không vì gì phải ngại. Thực ra thì khởi nghiệp hay là xây một cái gì đó thì không có ai mà hoàn hảo có thể build được hết tất cả mọi thứ từ chỉ bản thân mình thôi. Bạn phải cần đồng đội, bạn phải cần đối tác, cho nên là lúc nào cũng phải ask liên tục. Thực ra cái chia sẻ của anh Thuật là nó gợi cho em một cái chia sẻ trước đây của một vị khách mời trên cái podcast này, đó là anh Mel. Thì ông Mel cũng bảo là nếu mà đi chơi, đi farm hay là đi kiểu đi dần các thứ á, thì nên có một cái team hoặc là một cái nhóm, một cái đội gì đó để mình chơi chung, thì cái rủi ro khi mà mình bị burnout á, thì nó sẽ được giảm đi rất là nhiều. Tức là mọi người sẽ, tức là 10 cái đầu thì nó sẽ có nhiều thông tin, nó sẽ có nhiều cái tính toán nó tốt hơn là một cái đầu, đúng không? Thì cái đó là cái mà em nhận thấy được là mọi người ở trong cái môi trường không chỉ riêng của Coin68 mà còn của Kairos Venture, cái hệ sinh thái này, mọi người đang kiểu như là không có ngại chia sẻ khi mà gặp cái vấn đề. Thì cái đó là một cái mà cái tôi của mình nó to quá, cái tôi mình to quá, nhiều khi người ta không biết là mình đang khó khăn á. Nhưng mà cái điều nó không cần thiết á, giữ một mình không để làm gì hết á, cho nên lúc nào cũng nên phải nói ra. Ok, anh Thuật là người gọi là theo sát thị trường crypto từ khi mà nó chớm nở ở Việt Nam, là lúc đó là gọi như là dự án scam thì gọi là như là nhiều hơn rất nhiều so với những cái dự án gọi là làm ăn đàng hoàng. Xuyên suốt cái chặng đường đó thì anh thấy được cái sự chuyển biến nào đối với thị trường Việt Nam, và nếu có thể thì anh có thể đưa ra một cái con số hoặc là một cái câu chuyện, một cái gì đó mà anh tâm đắc để thể hiện cái sự thay đổi này trong cái khoảng thời gian của thị trường crypto ở Việt Nam không? Trong suốt cái hành trình của anh, từ lúc anh bắt đầu qua số 8 cũng như là anh làm những cái thứ hiện tại bây giờ như là Kairos hay là Exchange, thì anh có một cái sự đặt cược rất là lớn, đó là anh cược vào cái thị trường Việt Nam. Nhiều người họ cứ hỏi là khi nào mày go global, ngày trước mọi người hay cứ hỏi là khi nào Coin68 go global này kia, nhưng mà anh lúc nào anh cũng cược vào thị trường Việt Nam hết, bởi vì anh nghĩ rằng là tại sao mình phải go global trong khi cái câu chuyện của mình, cái narrative của mình là hiện tại mình đang lead cái thị trường Việt Nam.
Và cái thị trường Việt Nam cũng là một trong những thị trường đứng đầu trong cái mảng crypto, thì tại sao mình phải cố gắng, mình phải quằn mình, tao phải làm một cái core startup thì bằng tiếng Anh chẳng hạn, hay là mình làm một cái phiên bản, một cái gì đó global. Và thậm chí bây giờ anh chưa bao giờ quá tập trung vào việc là Kairos nó phải là global hay là Anchinet nó phải rất là global. Cái câu chuyện nó rất là Việt Nam đấy, nhưng mà bây giờ ai cũng xem nó là một cái dự án global, ai cũng biết đến nó rồi. Rất nhiều dự án ở quốc tế họ cũng biết đến nó rồi, hay là các cái VC friend họ cũng biết đến nó rất là nhiều rồi. Thì cái anh bet rất là nhiều vào cái thị trường Việt Nam, và anh nhìn thấy được là thị trường Việt Nam một thị trường rất là tiềm năng. Đây không phải là một cái câu nói nó sáo rỗng nha. Một thị trường Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng. Tiềm năng là vì sao? Nếu như gần đây mọi người để ý là mọi người có đọc một vài cái research đó, chắc là tụi mình cũng hay nói rất là nhiều trong mấy cái research của Kairos rồi. Việt Nam đang đứng top đầu thế giới về crypto adoption, DeFi adoption, crypto ownership á, thì Việt Nam theo một cái nghiên cứu của gì ta quên của Finder thì Việt Nam đang đứng nhất gì đó. Rồi về DeFi adoption của Chainalysis thì Việt Nam cũng đang đứng hai sau Mỹ. Và cái cuối cùng là cái MetaMask Wallet, là cái ví MetaMask, là cái ví Web3 gọi là đang phổ biến nhất hiện tại rồi, thì Việt Nam cũng là top 3 monthly active user trên đó. Thì những cái con số đó nó nói được là thị trường Việt Nam một thị trường rất là mạnh. Và những cái sàn giao dịch lớn như là Binance, họ luôn luôn xem thị trường Việt Nam là một cái thị trường trọng điểm của họ. Họ biết rằng là Việt Nam mạnh ở cỡ nào, và mạnh rất là nhiều ở cái phần là retail trader, tức là cái buying power, cái lực mua của thị trường Việt Nam á, investor của Việt Nam hay là trader của Việt Nam, mặc dù họ có thể họ so về cái size của mỗi người cầm á, thì có thể ít tiền hơn những cái thị trường khác như là Mỹ chẳng hạn, nhưng mà về cái độ active, những cái sự sôi nổi, cái sự năng động thì Việt Nam cực kỳ năng động. Và trong suốt cái hành trình khởi nghiệp của anh thì anh luôn luôn sell Việt Nam market, tức là giúp cho nhiều người họ biết được thị trường Việt Nam thực sự là một cái thị trường tiềm năng và họ cần phải focus vào. Mình rõ ràng mình đã thấy được cái điều đó ngoài những cái con số mà anh vừa mention, vừa mới nhắc lúc nãy á. Hình như cái report đó là hình như là ở bên Asian đây em có loáng thoáng thấy qua một lần rồi, đúng không? Những cái này theo của Kairos, Asianet Kairos là mấy cái report. Thì ngoài những con số đó thì mình cũng có thể thấy là anh tiếp xúc rất là nhiều với những cái đơn vị gọi là cộng đồng cũng như KOL ở các thị trường khác á, thì anh thấy là cái trình độ research của Việt Nam á là rất là cao luôn á. Tức là bây giờ hiện tại các retail trader và investor của Việt Nam họ kiến thức họ rất là mạnh, không phải đơn giản là không phải tự nhiên đâu, mà nó nhờ công sức của các cái bên như là các cái bên cộng đồng Việt Nam. Ngày xưa họ mọi người làm nó hơi bị thiếu chuyên nghiệp như 2017-18 á, tại mọi người không có định hình định hướng. Nhưng mà những năm gần đây thì mọi người làm cực kỳ chuyên nghiệp, những cái bài báo cáo, những cái infographic, những cái research của mọi người bắt đầu viết và dễ hiểu hơn và nó đúng trọng tâm hơn, và nó được hệ thống kiến thức hóa, hệ thống rất là tốt á. Nên là cũng nhờ đó thì nên là cái thị trường Việt Nam, cái demographic, cái khả năng mà cái mức độ educated của cộng đồng Việt Nam á, nó rất là cao, hiện tại rất là cao, mà mọi người gọi là mọi người bây giờ khôn hơn rất là nhiều rồi. Dùng từ khôn thì nó hơi sự thật, nhưng mà 2017 mọi người rất là dễ va vào những cái dự án scam hay là những cái MLM, mọi người dễ bị lú dễ bị nghe theo những cái buzzword như là công nghệ 4.0 hay là gì ta, công nghệ blockchain này kia thay đổi thế giới. Nhưng mà 2021 mọi người thực tế hơn rất là nhiều, mọi người hiểu mọi người đang đầu tư cái gì, mọi người nói chung là không phải tất cả nha, ở đây nói không phải tất cả, không phải hoàn hảo hóa, nhưng mà đa phần mọi người là cái mức độ hiểu biết mọi người đang rất là nhiều rồi, mọi người cũng nhận biết được như thế nào thì nó không thực tế, như thế nào là nó scam này kia rồi. Đó thì anh thấy là một cái sự thay đổi rất lớn về cái mức độ hiểu biết của cộng đồng nhà đầu tư và trader của Việt Nam. Ngoài ra thì về mặt bill á, thì 2017 là chúng ta cũng có những cái dự án đầu đời như là Kyber hay Tomochain, nhưng mà 2021 thì chúng ta chứng kiến rất là nhiều builder họ join cái mảng
mảng blockchain này từ DeFi cho đến GameFi, đa phần là GameFi đúng không? Và thực tế mà nói thì không phải tất cả họ thành công, cũng đa phần sau sau khi bị thị trường vùi dập thì họ cũng nói chung là họ cũng lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà mình thấy được cái điều là mọi người đã dám làm, mọi người đã dám đưa cái ý tưởng của mình. Và 2021 và cái thời điểm mà mọi người gọi vốn được rất là nhiều á, cái dòng vốn từ các cái VC lớn họ đầu tư và các cái giải ở Việt Nam cũng rất là nhiều trong trong cái thời 2021, thì mình thấy đó là một cái sự chuyển biến rất là lớn. Tức là mọi người bắt đầu đã hiểu được mọi người muốn build cái gì, và thứ hai là mọi người dám build, và thứ ba là mọi người build được. Không phải ai cũng build được, nhưng mà hai cái bước đầu tiên muốn biết mình muốn build cái gì và dám build là hai cái gọi là hai cái bước hai cái thành tựu rất là lớn đối với thị trường Việt Nam so với 4-5 năm trước. Ngoài ra thì cái cách nhìn của cộng đồng đối với ví dụ như về trên TV ngày kia đó, nhà nước thì cũng mở hơn, rất là cũng mở về cái mảng này, tức là tạo điều kiện rất là nhiều cho mọi người để mọi người có thể học hỏi, mọi người có thể đi sâu và mọi người có thể sáng tạo, thúc đẩy cái innovation của mọi người. 2021 thì Việt Nam nổi bật hơn một xíu nữa, bởi vì là nhìn vào cái thị trường chó hiện tại thì bây giờ em thấy là Hàn Quốc thì ngày xưa 2017 Hàn Quốc rất là mạnh đúng không? Bây giờ Hàn Quốc chúng ta không có thấy nhiều nữa. Tức là Hàn Quốc nó không còn là một cái thị trường nó mạnh hẳn á. Và Trung Quốc thì bây giờ là cái pháp lý nó cũng lằng nhằng á. Nhà nước thì tức là chính phủ Trung Quốc thì cũng có những cái luật rất là khắt khe. Các cái dự án Trung Quốc thì cũng khó, cũng hơi, nếu mà team ở Trung Quốc mà base Trung Quốc thì hơi khó grow, tại nó cũng có nhiều cái giới hạn. Nên là nhìn vào một cái thị trường châu Á hiện tại thì Việt Nam vẫn là một điểm sáng rất là lớn. Mà nếu mà bây giờ không vào được Trung Quốc thì để vào đâu nữa? Mà thì không vào được Trung Quốc thì giờ chỉ vào Đông Nam Á thôi. Mà vào Đông Nam Á thì không thể nào không nhớ đến Việt Nam. Ok, nãy giờ thì chúng ta đã nói gọi là tổng quan nhất về thị trường cũng như là các cái dự án rồi. Thì chắc là mình sẽ vẫn là cái góc nhìn giữa thị trường Việt Nam và thị trường thế giới. Nhưng mà cái phạm vi của chúng ta nói bây giờ nó sẽ là các cái crypto media đi, để nó sát với lại cái topic con số 8 hôm nay. Thì anh thấy có cái sự khác biệt nào giữa crypto media ở Việt Nam và cái crypto media ở các cái phương tiện truyền thông ở bên nước ngoài á? Thì chắc là muốn nghe anh Thuật chia sẻ về những cái khía cạnh liên quan đến nó phía sau hậu trường một xíu, nó liên quan đến cách làm việc, cách operation các thứ, thay vì là cái ở trên bề nội là cái nội dung, cái content thì nhiều người đọc thì người ta cũng dễ được cảm nhận được cái sự khác nhau rồi. Nhưng mà sau hậu trường thì không phải là ai cũng có thể gọi là tiếp cận được với những cái trải nghiệm như thế này. Thì chắc là để anh Thuật chia sẻ về cái sự khác nhau này ha. Về vận hành thì anh thấy tất nhiên media phương Tây nó chuyên nghiệp hơn. Các media châu Á như là con số 8 này thì kiểu mình cũng đi từ cộng đồng lên á. Cái cách làm content cũng như là, tất nhiên là mình cũng là một media thì mình cũng phải làm nó kiểu content nó cũng phải khách quan, nó cũng phải độc lập và nó cũng phải chuyên nghiệp. Nhưng mà dù gì thì nói thì cái content của mình nó cũng còn rất là gần so với cộng đồng. Để cho họ dễ hiểu, tại vì cái mảng này nó cũng rất là mới á, mình cũng không muốn làm những cái content nó hơi bề mặt hơn, nó hơi bề mặt mà người ta đọc người ta cảm thấy xa vời. Tức là tất cả mọi thứ con số 8 làm thì nó sẽ cố gắng là nó đơn giản hóa nhất có thể và nó gần với mọi người nhất có thể, để mọi người có thể học hỏi cái mảng crypto nó nhanh và mọi người có thể kiểu có một cái điểm tựa, một cái điểm nền tảng mọi người đi về sau. Còn các media crypto ở phương Tây thì họ rất là chuyên nghiệp rồi. Kiểu họ có cái dàn đội ngũ phóng viên rất là mạnh đúng không? Kiểu background họ thì nó cũng từ dân dân media, dân phóng viên, nó từ các cái báo truyền thống họ nhảy qua, họ làm rất là nhiều. Các cái báo ở Việt Nam thì kiểu ở Việt Nam bây giờ media mà chuyên crypto thì chỉ có 1-2-3 bên thôi. Còn các cái bên lớn, media lớn Việt Nam thì họ cũng có những cái bài viết, những cái chuyên mục cover tin crypto và tin blockchain, nhưng mà nó là những cái tin đó thì họ bản thân họ không thể làm sâu được. Tức là cái độc giả của họ họ không có không cần hiểu sâu đúng mức vậy á, kiểu như là hiểu sơ sơ về cái thị trường nó như thế, tại vì họ cover rất là nhiều thứ.
Cho nên là media ở đây thì nó gần hơn so với cộng đồng. Nhưng mà anh thấy nó là một cái, đó là một cái hay á, chứ không phải là một cái điểm yếu hơn đâu. Nó là một cái rất là hay, tức là media thì nó sẽ tiến hóa, nó sẽ dần dần nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn, nó dần dần thì đội ngũ nó cũng sẽ rộng lớn hơn. Nhưng mà đó là hiện tại thì media Việt Nam thì chỉ có một vài bên, thì nó cũng là một cái bước khởi đầu khá là tốt rồi. Ở Trung Quốc hay là anh thấy là mấy nước châu Á làm khá là giống nhau á. Hiện tại media về crypto Trung Quốc thì đang hơi bị, nói chung là phải shut down rất là nhiều rồi. Gen News này kia, sau khi được chính phủ Trung Quốc họ cấm á, thì cũng không được hoạt động nữa. Thực ra thì anh thấy trong mảng crypto và blockchain thì nói chung á, thì media cũng là một phần thôi á. Kiểu cái tầm ảnh hưởng nó không nhất thiết nó đến từ media, tức là các cái báo thì nó cũng chỉ là một cái điểm nhất định đó trong cái hệ sinh thái này á. Mọi người cập nhật thông tin lên Twitter từ những cái influencer, từ những KOL, từ những cái thought leader, thì nó cũng là một cái nguồn thông tin rất là nhiều, rất là cực kỳ nhiều đối với mọi người rồi. Media nó không có được cái power của nó không có cực kỳ mạnh á. Nhưng mà được cái là những cái bên media là những cái bên mà họ sẽ hệ thống kiến thức lại cho hệ thống kiến thức, hệ thống tin tức và hệ thống cái content lại cho mọi người dễ hiểu hơn. Nó là một cái cổng cho những cái người mà basic nhất đó, họ có thể join được cái mạng này. Thực ra em thấy crypto media nó có một cái lợi so với Twitter. Tức là Twitter thì chắc chắn là nó nhanh thì nó sẽ nhanh hơn rồi. Nhưng mà về cái độ mà chính thống đó, thì cái media khi mà họ build được một cái brand trong một cái hành trình dài và họ có được cái niềm tin của cộng đồng rồi á, thì khi mà những cái tin tức họ cập nhật thì mình đọc mình cũng sẽ an tâm hơn rất nhiều. Tức là mình đọc ví dụ như của nước ngoài mà mình đọc của The Block đi, thì cảm giác như là nó chuẩn chỉnh và nó đã qua được một cái lớp filter, nó chuẩn chỉnh hơn rất nhiều so với việc là mình mình lên mình lướt một cái tweet nào đó. Thì trên Twitter thì nó free mà, ai cũng có thể nói, ai cũng có thể tweet, thì cái nội dung nó khá là loạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể là quá nhiều đi, mọi người không thể follow được hết, thì đó là những cái gọi là chân của media thì cá nhân em có thể thấy được rồi. Thì sẵn là đang nói về cái câu chuyện của media của con số 8, cũng không phải là gọi là quá quan tâm đến cái vấn đề cạnh tranh hay là cố gắng để lead thị trường hay sao đó, nhưng mà mọi người vẫn có cái câu là there's no second best, đúng không? Không có cái vị trí nhì nào gọi là tốt nhất hết, nên là con số 8 thì vẫn sẽ cố gắng là duy trì cái vị thế là market leader trong cái mạng này. Thì nếu mà để nói về cái điều mà anh tâm đắc nhất với con số 8 hoặc là cái lợi thế cạnh tranh của con 68 thì anh sẽ liệt kê cái điều đó là gì? Anh nghĩ là con người á. Anh thấy rằng là kiểu rất là khó để tìm được những cái người làm giống như là những cái người build được con 68 ở một cái nơi khác, ở một cái media khác. Mình có thể nói tới cái chuyện là kiến thức chuyên môn, hay là mình có thể nói đến cái chuyện là mọi người làm có kiên trì hay không, mọi người có chuyên nghiệp hay không, hay là cái tính cách của mọi người nó có transparent hay không, cái văn hóa mọi người ra sao, nhưng mà tất cả nó đi từ con người, đúng không? Và con số 8 nó là một cái sự combine, một cái sự tập hợp những cái con người mà gọi là phù hợp với nhau nhất, nó hợp với con số 8 nhất, và nó tức là anh thấy cũng hay nha. Ví dụ như trong team con số 8 thì kiểu cái bạn editor in chief, cái bạn tổng biên tập ấy, thì bạn đó hiểu biết rất là nhiều, bạn hiểu rất là tổng quan, bạn không chỉ hiểu về crypto mà còn hiểu chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch, mọi thứ bạn hiểu hết, và bạn học rất là nhanh, và bạn thật ra bạn không có trade nhiều, nhưng mà bạn hiểu những cái sản phẩm trong crypto và DeFi rất là nhiều. Bạn hiểu cái hành vi của mọi người, những cái nhà đầu tư cũng như là trader rất là nhiều. Có những bạn chuyên về DeFi như là Nguyên chẳng hạn, hay là Poseidon. Có những bạn chuyên về game, bạn thích chơi game, bạn viết về game rất là tốt. Rồi có những bạn thì bạn cover, có những bạn thì ví dụ như là Marcus, mọi người thấy trên
con số 8 TV. Thì Marcus là một cái người cực kỳ kiểu chăm á, Marcus cực kỳ chăm luôn, và Marcus làm có thể làm một thứ mà làm đi làm lại, nhưng mà Marcus liên tục innovate, tức là liên tục làm mới bản thân. Và thực ra để làm build một cái media á, thì cái thứ mà mọi người quan trọng nhất đó là mọi người phải kiên trì. Tại vì không có một cái brand nào hay là một cái đế chế nào mà nó xây được trong ngày 1, ngày 2 được. Con số 8 có được ngày hôm nay là từ những bài viết, từ những cái câu chữ, từ cái sự chăm chút của mọi người đối với từng cái câu chữ, từng bài viết trong 5 năm qua. Thì phải có những cái con người rất là kiên trì á, tức là mọi người rất là yêu cái công việc của mình, mà mọi người kiểu biết mình đang xây cái gì. Thì đó là một cái sự kết hợp hoàn hảo. Mọi người vừa có kiến thức chuyên môn tốt, mọi người vừa có tính cách rất là phù hợp, về mọi người kiên trì, mọi người cần cù. Rồi ngoài ra thì mọi người kiểu liên tục inspire bản thân ấy. Và mỗi người có một cái thế mạnh nữa, nó vô tình nó tạo một cái team mà rất là khó có thể tìm được ở một cái nơi khác. Thì đó là anh thấy đó là cái điều mà anh không biết nếu mà bây giờ build lại con số 8 ấy, thì anh nếu mà build từ bây giờ nha, thì anh thấy nó khó mà có thể nó khó mà có thể kiểu làm được một cái điều tương tự á. Anh nghĩ rằng đó là một cái thành tích đó, tức là một cái tích lũy từ rất lâu. Đúng rồi, tức là có những bạn cho từ 2017-18, có những bạn mới cho đây, nhưng mà vô tình nó tạo thành một cái team rất là mạnh và mọi người rất là bù trừ cho nhau. Nếu như mà để dùng một từ để miêu tả đội ngũ của số 8 sẽ dùng từ gì? Anh nghĩ là consistent, nó kiểu là nó là đồng nhất, hoặc là kiên trì với mọi người làm một cái điều liên tục mà nó kiểu là góp gió thành bão, hiểu em, hiểu không? Nó kiểu là nó làm một cái điều nó tương tự, nhưng mà cái kiểu giống như là góp nhỏ thành to, góp tích tiểu thành đại á. Mọi người làm rất là chỉnh chu từng tí một, nhỏ, nhưng mà về sau mọi người sẽ thấy là cái sau một thời gian nhìn lại, mình thấy là cái thành tựu mình đạt được nó rất là lớn. Thì anh nghĩ là cái consistent là cái rất là phù hợp, một tính từ mô tả rất là phù hợp với tính cách của các bạn trong team của số 8, cũng như là cả cái thương hiệu của số 8 luôn. Ok rồi, thì chắc là để anh Thuật chia sẻ một xíu về cái Alpha League nhỏ về những cái dự định mà con số 8, cũng như là chắc là mình nói chung luôn cả Kairos Venture đi, một cái hệ sinh thái chung, những cái dự định mà anh ấp ủ, cũng như là những cái tham vọng trong tương lai cho cái hệ sinh thái này ha. Thực ra đối với con số 8 á, thì cái điều anh mong muốn nhất á, là đến một ngày nào đó con số 8 nó, như hồi nãy anh nói, thì con số 8 hiện tại đang phụ thuộc rất là nhiều vào con người, tức là có được cái hình ảnh con số 8, có được một cái thành tựu con số 8 bây giờ là nhờ vào con người, đội ngũ của nó. Nhưng mà anh rất muốn là trong tương lai á, và một ngày anh mơ vào một ngày nào đó, thì con số 8 nó sẽ trở thành một cái đơn vị mà một cái cổng thông tin hay là một cái media mà nó có được cái sự góp sức từ rất là nhiều người, tức là không chỉ là những cái người ở đây trong cái đội ngũ con số 8 in house họ được trả lương hay này kia, mà về sau bất kỳ ai, một cái thành viên cộng đồng nào, hoặc là một cái một bạn độc giả nào đó, hay là tất cả mọi người, những người có kiến thức, họ anh sẽ tìm được một cách nào đó để mọi người có thể cùng nhau contribute, cùng nhau để xây dựng con số 8 lên, và mọi người contribute vào nó, mọi người thực sự sở hữu nó. Thì đó là một cái bước, một cái level mà anh nghĩ là anh rất là mong muốn con số 8 có thể đạt được, nhưng mà chưa biết là đến khi nào thôi. Nó nghe nó hơi decentralized đúng không, nhưng mà anh sẽ muốn con số 8 về sau nó sẽ thành một cái open platform á, kiểu giống như là theo một cái kiểu gì đó mọi người có thể nó có một cái cách, một cái nền tảng để tất cả mọi người có thể cung cấp, có thể chia sẻ kiến thức của mình cho những người khác trong mảng này, để mọi người cùng nhau học. Thì và con số 8 nó trở thành một cái giá trị chung cho tất cả mọi người cùng chia sẻ. Thì đó là một cái level mà anh nghĩ là anh rất muốn con số 8 đạt được trong vài năm tới. Còn con số 8 cũng như là Kairos, hay là những cái đơn vị khác trong cái hệ sinh thái lớn này, thì hiện tại tất cả anh đang build nó đều xoay quanh cái thị trường Việt Nam, và làm thế nào để mọi người gọi là khâm phục cái thị trường Việt Nam hơn, mọi người
thị trường Việt Nam đã thành một cái thị trường lead trong mảng crypto này, không chỉ ở châu Á mà còn ở trên toàn cầu. Thì tất cả những thứ anh làm hiện tại, từ media tới quỹ tới những cái gaming guild như là ActionX này kia, thì nó sẽ cùng nhau và nó bổ trợ cho nhau để giúp cho cái sứ mệnh mà đưa Việt Nam trở thành cường quốc crypto và blockchain trên toàn thế giới. Yeah, inspiring. Rồi thì cái đồng hồ thu âm của mình nó cũng ngót nghét một tiếng đồng hồ rồi, thì tập podcast tuần này nó cũng đã dài. Chắc là để anh Thuật gửi đôi lời đến các bạn đang nghe podcast hôm nay trong một cái dịp rất là đặc biệt, đó là dịp sinh nhật 5 năm của con số 8 ha. Thì nói chung là cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với con số 8 trong suốt 5 năm qua. Mình biết rằng là cái cộng đồng con số 8 thì nó cũng không giống như nhiều cộng đồng khác, là kiểu nó theo website thì nó không phải là một thành viên Telegram hay gì đó. Cũng có những người 2017 họ đến thị trường và họ cũng đã đi rồi. Các bạn ở đây với thị trường, với con số 8 trong suốt 5 năm qua, thì dù bạn là ai đi chăng nữa thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng con số 8, và hy vọng rằng là tất cả những thứ con số 8 làm trong thời gian vừa qua cũng như là trong tương lai, những cái kiến thức mà tụi mình mang lại, những bài viết mà tụi mình mang lại sẽ có ích cho mọi người, giúp cho mọi người học hỏi cũng như là có được một cái nền tảng tốt để có ích cho mọi người trong quá trình mọi người đầu tư hay mọi người giao dịch, hay là trong cái việc mọi người xây dựng cái sự nghiệp của mình trong mảng crypto và blockchain này. Cảm ơn tất cả mọi người, và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới anh em team con số 8, những người đã xây dựng team từ con số 0 đến bây giờ. Các bạn là cái niềm tự hào của mình, và các bạn rất là một lần nữa các bạn rất là consistent, các bạn rất là kiên trì và chăm chỉ. Thì hy vọng là chúng ta sẽ luôn luôn duy trì được cái tinh thần này và xây dựng được con số 8 ngày càng to bự hơn, và giúp cho thị trường Việt Nam càng ngày càng nổi bật hơn trên bản đồ blockchain thế giới. Rồi thì ok, cảm ơn anh em rất nhiều đã nghe đến hết tập podcast tuần này, và bọn mình sẽ quay trở lại trong những tập podcast tiếp theo với những nội dung hay hơn và mang lại nhiều giá trị hơn cho anh em. Cảm ơn anh em một lần nữa đã nghe hết tập podcast hôm nay. Ok, cảm ơn mọi người nhiều. See you.